lú cho chú luôn. 90% Dragon City Mobile. Hello mấy cưng, chào mừng mấy cưng đã quay trở lại với channel của Truy. Truy là Vũ Liz. Và các bạn ơi, sẽ có một khoảng thời gian dài nữa chúng ta không được xem Dragon City ở trên cái kênh đấy nữa rồi. Bởi vì đây sẽ là tập cuối cùng cho tới khi nào một cuộc đua Heroic tiếp theo thì mình sẽ comeback Dragon City ở trên cái kênh này nha. Còn hiện tại thì mình sẽ chuyển Dragon City về kênh Cá Mòi TV. Đó, những bạn nào mà muốn theo dõi tiếp Dragon City thì các bạn cứ qua bên kênh Cá Mòi TV các bạn xem nha. Từ ngày mai mình sẽ bắt đầu làm Dragon City ở bên kênh Cá Mòi TV. Bởi vì là cái kênh này bây giờ sẽ là về Free Fire, lửa chùa, lửa miễn phí. Đấy, còn những bạn nào mà muốn xem Dragon City thì qua Cá Mòi TV nha. Như mình đã nói rồi, mình chỉ đua Heroic ở trên cái kênh này thôi. Bây giờ cuộc đua Heroic rồi, đây sẽ là tập cuối cùng và mình sẽ review con rồng Heroic nha. Không biết mình có lấy được không, bởi vì hôm qua các bạn nào mà có xem clip ở bên kênh Cá Mòi TV chắc sẽ biết này. Hôm qua mình vừa mua cái gói này. Đó, và mình ke cái thời điểm cực kỳ tuyệt vời, sát với khung giờ luôn, để mình lấy mà không biết có được hay không. Nào, chúng ta sẽ... Sao bây giờ nó nhiều cái đấy. Nó sẽ có thêm một cái sự kiện mới là sự kiện pháo hoa các bạn ạ. Đảo pháo hoa. Và lại là một con rồng siêu nhân Đức Mỹ mới này, với quả trứng Titan và quả trứng Heroic luôn. Ghê hả? Sao bây giờ cái sự kiện nó cho nhiều thứ hay vậy? Ui, lại đánh cái nhiệm vụ để cho con Heroic lên 2 sao. Cuộc đua hay sao? Alo, từ từ để mình vào mình sẽ... Đây, cuộc đua. Yes, mình vẫn top 1, may quá. Hú hồn con trồn anh em ạ. Bởi vì là hôm qua mình mới chỉ lap 12 thôi. Hôm qua mình lap 2 củ vào ở bên kênh Cá Mòi TV á. Mình tính là mình đua tới lap 16 luôn, nhưng mà mình chợt nhận ra đấy, nếu mình đua tới lap 16 mình cũng chỉ nhận thêm một con gì nhỉ? Con Titan nữa thôi, mà mình mất tới tận 2000 game. Mình nghĩ nó không đáng anh em ạ. Mình để game đấy, từ từ mình tính làm những việc khác nó tuyệt vời hơn, nó sẽ ok hơn, đúng không cả nhà? Đó, thì cuối cùng mình vẫn nhận được con Hex vào top 1 thôi. Cái thằng top 2 nó ở gần mình lắm các bạn. Mình không xoay được nữa ta. Bây giờ mình không xoay được nữa, thằng này chắc nó cay á các bạn. Bởi vì hôm cuối mình dùng 1000 đô la thần trưởng, 1000 game đô la thần trưởng mình đua, mình vượt mặt nó. Chắc bây giờ đang ngồi khóc meo meo rồi các bạn ạ. Tội nghiệp thằng bé. Đấy, các bạn thấy nó đứng đầu cả cuộc đua, nó cười hả hê vãi cả trưởng ra. Cuối cùng nó bị mình dùng 1000 game mình vượt mặt nó, chắc nó phải cày lắm. Và mình vượt nó một tí à. Sau hôm qua mình canh tầm 5 giờ ấy, xem nếu nó đua tiếp thì mình sẽ bung game. Bởi vì hôm qua mình thủ sẵn 2000 game rồi các bạn ạ. Đấy, hôm qua nó mà xài tiếp thì mình sẽ bung game với nó luôn. Nhưng mà cuối cùng là nó không xài các bạn ạ, chắc nó hết tiền rồi. Tội nghiệp thằng bé. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ nha anh em. Và hôm nay chúng ta sẽ review con Heroic mới. Ủa, sao mình thấy cuộc đua Heroic này nó cứ kiểu bình thường nữa ta? Các bạn thấy cuộc đua Heroic là bình thường không? Nhận rồng và xong review hết. Mình thấy nó khá là buồn cười heng. Đây, con rồng Heroic của cuộc đua lần này đây, hai Scoring Dragon gì đó. Và đây thì vẫn đang bán con này này. Nhiều bạn kêu mình cho lên 5 sao thì mình xin lỗi mình không lên được nha. Mình rất là xin lỗi mọi người là mình không thể cho lên 5 sao được. Mình đang chờ mấy hôm nữa nó bán thêm cái con này này. Ui, chết bà anh em ạ. Ui rồi. À, vậy nó bán cả con này nữa anh em ạ. À đủ. Hôm đó mình tưởng nó bán có con này thôi, ai ngờ nó bán thêm cả con này nữa. Thì không biết là các bạn có muốn mua mình mua con này không nha. Nếu mà clip này đạt được 5000 like thì ngày mai anh em qua bên kênh Cá Mòi TV đi. Qua kênh Cá Mòi TV xem mình review con rồng này cho anh em xem. Ui, mình tưởng vào đây có mỗi con này, ai ngờ giờ thêm ra thêm con này nữa các bạn ạ. Ui, what the hell. Có chuyện gì đang diễn ra ở đây nhở? Mình không hiểu các bạn ạ, em không hiểu. Úi thôi, đi ăn đâu ra thơm vậy. Mua luôn nha, mua luôn mai review. Ui dồi, 400k. Thôi, để 5000 like đã, 5000 like rồi mua. Hơi tốn. 5000 like thì nếu clip này 5000 like thì ngày mai các bạn sẽ thấy mình. Chiều nay đi, chiều nay mình sẽ review bên kênh Cá Mòi cho anh em xem luôn, nếu được 5000 like nha. Đó, lời hứa của một thằng Vũ chó điên. Hôm qua đạp gần 2 củ vào chỉ để lấy con tính là đua tới lap 16, nhưng mà nghĩ lại thấy ngu quá. Nếu mà đua tới lap 16 thì mình mất 2000 game mà mình chỉ được thêm một quả trứng Titan nữa, ngu vãi cả trưởng ra anh em ạ. Vì thế mình không có sử dụng đấy. Các bạn thấy mình có khôn không? Khôn vãi cả nồi ra luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho con Heroic ra nha, review nó cho anh em xem. Ui ấy, ngầu. Flame and War and Legend and Primal. Mình nhớ là mình có một cái đảo Flame ở đây hôm qua mình mới mua. Mình sẽ gọi là cho lên bậc 2. Ủa? À, cái chỗ này có con Vampire. Con Vampire với con kia. Rồi, bỏ qua luôn. Gì chứ game thì anh không thiếu. Chỗ này là chỗ vùng đất của những gọi là chiến binh nha anh em. Hai con của sự kiện lần trước này. Ui, vãi, sao con này nó cũng không có mới lắm à. Con Heroic này như được phát triển từ trước rồi. Con này nhìn khá là ngầu. Giời ơi, cho nó ăn. Nếu mình nhớ không nhầm thì mấy con Heroic thì phải lên cấp 10 để mà tiến hóa thứ nhất thì phải. Đúng anh em. Cái bộ răng của con này thì nó hơi bị thưa nha. Con này chắc ăn kẹo nhiều vì sâu răng anh em ạ. Ăn kẹo nhiều vì sâu răng nên các bạn nhìn cái hàm răng nó hơi bị thưa. Khá là sida. Tiến hóa thứ nhất thì bộ răng vẫn hơi thưa. Con này ăn tác hại của việc ăn kẹo sẽ bị sâu răng nha anh em. Ủa, mà nó phun lửa nhìn khá là lực ha. Chắc là cả 3 level nó đều phun lửa thôi. Mình cho nó ăn lên cấp 20 luôn. Sau đó là mình sẽ cho các bạn xem cái animation của nó như nào. Đấy, rõ nét nhất. Đây, chắc là cũng phun lửa thôi. Mình biết ngay mà, nhà phát hành bây giờ nó lười làm lắm. Úi rồi, cái skin này thì mình không đạt được tới lap 20 thì mình không có anh em ạ. Thực sự là bây giờ mọi thứ thì nó đều khá là đốt tiền đấy. Và không biết là các bạn muốn mình đặt tên là cái con này con gì, các bạn hãy chat qua bên kia để mình biết nha. Các bạn muốn con này đặt tên con này là con gì, các bạn cứ chat qua. Mình sẽ xem ý kiến của mọi người. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ lại trồng lại mấy cái cây đắt tiền thôi. Trồng nhẹ lại mấy cây 3 triệu đấy. Trồng lại, ơi chết, mình có quân đoàn mà. À, mình có alien mà. Mình trồng bên đây này anh em. Trồng bên đây sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó, trồng lại mấy cái cây 3 triệu đi. Ok. Và cảm ơn anh em rất là nhiều vì mấy ngày hôm nay anh em ủng hộ rất là mạnh mẽ cái series Dragon City ở trên cái channel này của mình nha. Và cảm ơn mọi người đã gọi là đồng hành cùng với mình trong cuộc đua. Và không biết là trong cái cuộc đua này mình đã bỏ bao nhiêu tiền rồi. Các bạn có thể quay lại và các bạn đếm của mình được không? Đấy, sau cuộc đua này thì các bạn biết mình thu lại bao nhiêu tiền không? Nếu các bạn đếm đầy đủ thì mình sẽ cho các bạn biết là mình đã thu lại bao tiền từ cuộc đua này. Đó chính là tầm 2 triệu các bạn ạ. Mình đã thu lại tầm 2 triệu và những tấm lòng và tất cả những sự ủng hộ của mọi người. Đó. Thì các bạn cứ tính nhá. Làm YouTube ấy, làm về game ấy thì các bạn tính ra tiền nó dễ lắm các bạn ạ. Các bạn ví dụ như các bạn cứ tính một view là 1 đồng. Đấy, cứ 100.000 view sẽ tính được tầm 100.000. Đấy, bạn nào làm game thì biết rồi. Cứ tầm 100.000 view sẽ tính 100.000. Đó. Thì các bạn cứ cộng lại tất cả các clip Dragon City từ đầu đến giờ của mình ấy, thì nó sẽ ra số tiền mình kiếm được. Đó. Đó, vào số tiền mình nạp được bao nhiêu, các bạn cứ lấy số tiền mình nạp bao nhiêu mình trừ ra. Ôi dồi, sau cuối cùng mình lại nhận ra mình là ngu vãi. Lỗ bao nhiêu là lỗ luôn anh em ạ. Khổ quá. Bây giờ nhưng mà kiểu chó điên đấy anh em. Máu quá, kiểu cứ kiểu hơn thua so với người khác ấy. Cứ làm một đống vào cái bây giờ tiếc anh em ạ. Tiếc bây giờ ui, với số tiền đó mình có thể đi làm được cái này làm cái kia. Mình có thể mua được quần áo đẹp. Đấy, mua được điện thoại xịn. Nhưng mà bây giờ tiếc rồi thôi sao giờ. Đấy, gọi là có chơi có chịu nha anh em nhá. Thôi để chắc là Ben Chim Sắt chắc là lại hứa hẹn với anh em là cuộc đua Heroic sau rồi lại tiếp tục cho lên vậy. Hoặc là chờ cho lên bên kênh Cá Mòi TV đi. Chứ bây giờ Ben Chim Sắt là mấy hôm nay mình bận chơi Free Fire quá. Dạo này chơi Free Fire nhiều view quá anh em ạ. Cho nên là mình cũng đang muốn chú tâm làm về Free Fire hơn. Nên những bạn nào mà muốn xem Dragon City thì các bạn chịu khó qua bên kênh Cá Mòi TV anh em xem nhá. Nếu cảm giác mình thật là fuckboy các bạn ạ. Mình chơi trong cái game này xong mình bỏ các bạn ạ. Thế mình fuckboy Vũ Liz. Úi giời, fuckboy cai dù tò buôi Vũ con mợ Liz. Rồi, và xem qua một chút rồi cái sự kiện này nó là cái sự kiện như thế nào nào. Cái sự kiện này khá là tốn kém ấy. Chắc là mình cũng chả muốn chơi đâu. Cái sự kiện tốn kém này mình cũng chả muốn chơi mấy. Bởi vì nó cứ bắt mua thôi anh em ạ. Mà kiếm thì chả được lại được bao nhiêu. Trừ khi bây giờ nếu mà mình mà làm lại bên Nemo ấy thì may ra mình còn có tiền để mình chơi. Chứ bây giờ mình không làm bên Nemo mình không có thu nhập đấy anh em. Cho nên cũng chả có tiền để mà chơi đâu. Khổ lắm. Anh em hồi trước là mình nạp nhiều bởi vì là mình có tiền lương bên Nemo á. Ủa, con này cũng khá là đẹp nha. Bây giờ mình không có tiền lương bên Nemo thì mình cũng hơi bị sợ anh em ạ. Hơi rén, không dám bỏ nhiều tiền. Rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục leo battle này. Ủa, mình vẫn hạng 1.200 các bạn ạ. Với 3 con này thì mình tự tin là mình có thể dễ dàng đến cái Master Flame 3. Nhưng mà mình leo hoài không lên là sao? Mấy con Heroic gì mà một vụt thế. Bắp Heroic à, chịu được 2 đòn nha. À con này nhổ nước bọt. Chơi bẩn nè mày. Đập cho phát sụn mồm vào trong luôn. Vị thần thời gian tham nét. Vị thần thời gian này cũng một chày các bạn ạ. Mấy con này tưởng là lao mỗi con vào một chày nhá. Một chày là đi ngay. Đây có con Holy Shit Dragon nữa anh em. Holy Molly. Đấy, đặt cái tên con rồng là Holy Molly. Kitsune Warrior, chiến binh Kitsune. Đúng rồi, con này mặc giáp kim cương là không phải đậu vừa giang các bạn ạ. Nghĩa là không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà cũng chỉ chịu được một phát thôi. Ui, con này epic này mà nó cho lên 4 sao luôn. Cũng dư tiền đấy, dư trái cây đấy bạn. Cái con này cho đến 4 sao thả các bạn like mấy con ở trên đảo ấy bạn. Like mấy con huyền thoại trên đảo cho nó lên 60 thì ngon hơn đúng không anh em? Ủa, con này sao giờ nó có nhiều mấy con Heroic thế. Nó vác hết Heroic vào trong đây rồi. Không công bằng các bạn ạ. Đấy, không công bằng thì mình đi bắt nạt mấy thằng này vậy. Cảm thấy mấy thằng kia không công bằng thì chúng ta đi bắt nạt mấy thằng này. Nó đơn giản như kiểu đang giỡn thôi anh em. Đấy, con này có đòn tự đấm vào mồm anh em ạ. Tự đấm vào mồm cho nó đấm đối phương. Một tuyệt chiêu gọi là chí phèo, vừa ăn cắp vừa la làng, đến từ vị trí của Kitsune Dragon. Nó tự đấm vào mặt nó xong đi ăn vạ. Đúng là cái thể loại gì đâu không á. Rồi, mày đỡ đi. Lại cho một chày vào động. Một chày là ngu luôn. Đập cho một chày là ngu ngốc luôn anh em ạ. Em thật sự ngu ngốc luôn. Bảo vệ người ấy cũng không xong luôn. Để người mình yêu khóc. Đấy. Thế vậy có xứng đáng yêu không? Hát hay không anh em? Hát này quá hay luôn. À, mà mình không biết cái view của YouTube dạo này nó bị sao ấy. Không biết là các bạn để ý không? Hôm qua cái công chiếu của mình á, nó lên 8k, xong cái nó tụt xuống 2k, xong lại lên 8k, xong rồi tụt xuống. Kiểu đấy các bạn. Hôm qua mình cảm thấy khá là khó hiểu. Bạn nào có lời giải thích nào cho mấy cái vụ công chiếu của YouTube không ta? Nó cứ lên cao cái đang vui cái nó tụt phát. Tụt như tụt quần ấy. Chả hiểu view của YouTube chẳng là bị cái gì luôn. Khóc một dòng sông luôn anh em ạ. Buồn bã lắm. Không biết làm sao luôn. Ok, chúng ta sẽ lại bỏ qua. Không đánh thanh niên này. Ui dồi. Không, mình sẽ phang thanh niên này luôn nha anh em. Mình sẽ thử sức của mình xem có ăn được này không. Mấy thằng tôm. Ui, đạp được mấy thằng tôm tét này mà đánh không được thì làm sao mà đánh được bọn trên cao hơn. Nhưng mà có vẻ mình hơi bị sai lầm rồi anh em ạ. Có thể vẫn ăn được thằng này. Thằng này có chiếu ánh sáng không? Có luôn anh em ạ. Mà ánh sáng thì làm được gì đâu. Ánh sáng thì cũng cho một hit thì cũng lên thiên đường thôi. Đây, phù thủy áo đen. Ở tập trước có rất là nhiều bạn thắc mắc với cái tên phù thủy áo đen này. Kêu mình đổi tên thành tổng thống áo đen đi. Bởi vì là president là tổng thống chứ không phải là phù thủy, đúng không? Nhưng mà mình thấy con này nó đội cái mũ khá là giống với phù thủy áo đen ở trong Yu-Gi-Oh ấy, cho nên mình đổi tên thành phù thủy thôi. Chứ tổng thống là mình có thấy có ai đội cái mũ đen đấy không ta? Mr. President hình như là nó chỉ là bảo vệ tổng thống thôi anh em ạ. Nó chỉ là như kiểu là vệ sĩ của tổng thống thôi. President hình như là chỉ là vệ sĩ thôi chứ không phải là tổng thống anh em ạ. Anh em nghe nhầm rồi. Tổng thống nó là cái gì cơ? Tổng thống tiếng Anh nó là cái gì ấy? Với một cái thằng ngu tiếng Anh như mình thì mình không biết tổng thống là cái gì. Nhưng mà mình chỉ nhớ President như là bảo vệ của tổng thống thôi, chứ không phải tổng thống đâu. Không biết là anh không biết là có đúng hay không. Bởi vì vốn tiếng Anh của mình nó khá là kém. Đấy, lại còn bị anh em người thì nói cái này, người nói cái kia ấy. Mình cũng chả biết được ai là đúng ai nói sai nữa. Cho nên các bạn cứ thông cảm cho mình nha. Ok, rồi. Bố già dâu trắng. Quấn một phát là trắng máu con địch luôn. Ui giời, dám ba con này. Ủa, hai con này khắc chế nhau ghê ha. Hai con này toàn tuyệt kỹ gọi là không đụng được vào người nhau luôn. Bố già dâu trắng QHDV. Khá là tuyệt cú mèo. Thực ra cái con rồng lửa hồi nãy nó cũng ăn được cái con dâu đen đấy anh em. Con dâu đen hình như là cái con yếu nhất trong cái bộ lai ở trên đảo rồi. Bởi vì nó bị gần như là hết tất cả con nó khắc chế rồi. Tội nghiệp vãi cả nồi. Mà muốn khắc chế cái con dâu trắng với con rồng lửa hồi nãy đấy thì chỉ có con mini ân gì Dragon thôi mới khắc chế thôi anh em ạ. À mà quên, trong đây như là còn cái nhiệm vụ để tăng sao cho Heroic thế này. Và một cái nhiệm vụ luyện tập cho cái con Vampire nữa. Đó anh em thấy không? Mình cũng đang cố luyện tập cho con Vampire này để nó lên. Ủa, cái gì đây? Ủa, con này đẹp thế. Mấy con rồng như này đẹp kìa. Mấy con trong đây nhưng mình đều chưa có hay sao ấy. Đấy, có con rồng bò nữa anh em. Rồng bò sữa. Ui giời ơi, gái. Vừa con rồng này cũng đẹp này anh em. Rồng nhím mà. Con này giống như con nhím mà. Nó chỉ ăn bắt nạt này con kia thôi. À, thì ra cái nhiệm vụ này là chọn cái con bên đây đấy anh em. Là cái con bên kia ấy, mình chưa có. Rồi, bên mình đã hiểu rồi. Chắc là mình phải cũng phải mua thôi anh em ạ. Cũng phải mua để cho người ta biết thôi. Quét đúng không? Có cái nhiệm vụ luyện con Heroic kia nữa mà. Heroic Combat luôn. Heroic Combat 1, Heroic Combat 2. Trời ơi, mình nghĩ là đã tới lúc mà mình luyện. Ui cái gì đây? Demon Viper là con gì? Sting Dragon là con gì? Thế heo sao nó bây giờ nó đòi hỏi đấy. Từ game sao giờ đòi hỏi tên nhờ. Ui. Bắt lên cấp 30. Demon Viper và Sting Dragon. Ủa là con gì ta? Hình như là hai con Sting là con gì ta? Con này mình có rồi. À, vậy là mình phải cho mấy con này ra hả? Ok, vậy phải cho mấy con này ra mới đi được nhiệm vụ được anh em ạ. Đã hiểu nha. Rồi, thì ok anh em ơi, đây sẽ là tập cuối cùng Dragon City ở trên cái channel này. Cho tới khi mà ra cuộc đua Heroic tiếp theo thì mình sẽ lại comeback Dragon City ở cái kênh này cho các bạn xem nha. Ok, còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào một cái tập Dragon City tiếp theo, cuộc đua Heroic tiếp theo. Còn những bạn nào muốn xem Dragon City tiếp thì cứ qua bên kênh Cá Mòi TV xem nha. Ok anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi mình và ủng hộ mình trong suốt tuần vừa qua. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.